chào quý vị và các bạn đến với một giai điệu bình minh ngày hôm nay. Ngân Hà rất vui được giới thiệu đến quý vị và các bạn một tài năng trẻ của thành phố ngàn hoa Đà Lạt chúng ta, đó chính là cậu bé Nguyễn Đình Phúc. Mới đây thì cậu bé này đã vừa đoạt được huy chương vàng tại chương trình giai điệu túi hồng ở thể loại piano. Đây là một chương trình do Bộ Văn hóa, Thể thao, Du lịch, Bộ Giáo dục Đào tạo và Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức. Và bây giờ chúng ta hãy cùng trò chuyện với cậu bé này quý vị nhé. Xin chào Đình Phúc. Xin chào chị và khán giả xem truyền hình ạ. Đình Phúc thân mến, với một cậu bé như Đình Phúc đây thì chị Ngân Hà nghĩ là ở lứa tuổi này thì các em sẽ thích những cái giai điệu vui tươi trẻ trung. Thế nhưng tại sao piano lại là cái sở thích, là cái sở trường của Phúc trong suốt thời gian vừa qua để mà Phúc có thể đạt được những cái giải thưởng mà như chị Ngân Hà vừa mới giới thiệu? Dạ là từ hồi nhỏ ba em là nhạc sĩ và ba em cũng rất là tham mê dòng nhạc cổ điển, và ba em là nhạc sĩ Nguyễn Đình Nghĩ rất muốn truyền lại cái cảm hứng của ba từ cái dòng nhạc cổ điển này cho em, bởi vì ba nghĩ dòng nhạc cổ điển nó chính là cội nguồn cho những cái dòng nhạc của tuổi teen bây giờ như là nhạc pop hay là nhạc rock. Thế nên là cái dòng nhạc cổ điển nó rất là có ý nghĩa sâu sắc đối với cái đời sống và cái cuộc sống hàng ngày của em. Và bây giờ ít phút còn lại của giai điệu Bình Minh ngày hôm nay thì chắc chắn là sẽ mời Đình Phúc gửi đến quý vị khán giả của Bình Minh Cao Nguyên một nhạc phẩm, được không Phúc ha? Dạ được. Vâng, xin mời Phúc.